Hi, xin chào anh em, tiếp tục là chuyên mục tối thứ hai hàng tuần, đó chính là 3 phút mỗi tuần cùng với Alphard Computer. Thì đầu tiên sẽ là câu hỏi của bạn Dung Dung. Anh ơi, cho em hỏi có nên mua cặc châu cài Bitcoin cũ không ạ? Theo ý kiến cá nhân của mình là không, bởi vì thực chất những chiếc Vega sử dụng để cài Bitcoin cũng là châu cài ấy thì thường xuyên hoạt động trong tình trạng full công suất và môi trường hoạt động cũng rất là khắc nghiệt. Và chưa kể nếu là cạc của AMD thì sẽ bị mod lại BIOS, điều đấy sẽ dẫn tới việc bị từ chối bảo hành. Nên nếu mua cũ thì anh em nên lựa chọn những cái chỗ mà bán hàng uy tín, hoặc là có thể tới ngay Alphard để mua ngay một sản phẩm mới để đảm bảo chất lượng cũng như là mức giá tốt nhất. Câu hỏi số 2 đến từ bạn PC Review TV. AMD Series 3000 nên đi với main nào hợp lý nhất ạ? Nếu mà sử dụng Ryzen 3 hoặc Ryzen 5 ấy thì cứ main nào sử dụng socket ARM4, thì trừ dòng kiểu A320 ra. A320 nó chỉ dùng cho mấy cái loại CPU AMD Athlon thôi, tức là CPU nó hơi thấp một chút đấy. Còn nếu các bạn sử dụng CPU Ryzen 7 hoặc Ryzen 9 thì mới cần cân nhắc kỹ về việc sử dụng các bộ máy chủ. Và tiếp theo sẽ là đến từ bạn Yu với Core i5-9400F thì đi với VGA nào để tối ưu nhất, có thể max setting các tựa game như PUBG, CSGO, GTA 5 online vậy. Nếu mà để tối ưu ấy mà gọi là giá rẻ nhất để chơi max setting các game online, đó chính là GTX 1660 Super mới ra nhất đến từ Nvidia, và chúng mình đã có một video rồi, link video mình sẽ để ở phần bên trên này. Và còn muốn mua một mẫu card đồ họa có thể full được tất cả các game offline trên độ phân giải Full HD ấy, thì GTX 2060 hoặc là 2060 Super. Theo sẽ là câu hỏi của bạn Bắp Bắp Gì. Không biết bên Alphard mua PC xong có hỗ trợ cài Win với cài game không ạ? Khi bạn mua máy ở bên mình, nếu mà là các bộ PC ấy, thì bên mình sẽ hỗ trợ cài Win cộng với Office phiên bản dùng thử thôi. Còn game thì bạn có thể về tự cài. Cuối cùng là câu hỏi của bạn Vinh Gaming. Anh ơi, cho em hỏi gắn một thanh RAM DDR3 và một thanh RAM DDR4 vào một bộ PC thì máy có chạy được không ạ? Đa số các dòng bo máy chủ trên thị trường hiện nay, các dòng gọi là phổ thông cũng như là cao cấp ấy, thì thường sẽ chỉ hỗ trợ một là DDR3, hai là DDR4. Và như anh em có thể thấy đây, trên tay mình đây là DDR3, đây là DDR4. Số lượng chân cắm, cái chân tiếp xúc cũng như là cái rãnh này nó khác nhau, nên đương nhiên rồi sẽ cùng cắm vào máy, không cắm được thì làm sao có thể chạy được, đúng không? Vậy là soi đáp hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào đừng quên để lại ở phần comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video sau.